Với người Phật tử, dù không có một quy định nào, nhưng có lẽ Đại lễ Phật Đản là một sự kiện vui tươi và thành kính nhất. Đặc biệt là Đại lễ Phật Đản năm nay được phép trở lại mọi sinh hoạt với các nghi thức tôn giáo như bình thường sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch giả COVID-19. Trong cái suốt 2 năm vừa qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 á, thì mùa Phật Đản không có được trang hoàng, cũng như Phật tử không có đến chùa để lễ Phật được, mở ra để là mừng lễ Phật Đản online. Nhưng mà năm nay thì tình hình cũng đã ổn định lại và quý Phật tử cũng đã về chùa để trang trí như là các ngôi chùa trang hoàng lại để đón mừng lễ Phật Đản rất là trang nghiêm, và cái niềm hạnh phúc của người Phật tử khi mà đến chùa cùng để bái Phật danh dịp mùa Phật Đản. Mỗi người mỗi kiểu, mỗi chùa mỗi cách, nhưng cùng chung mục đích dẫu không hề ước hẹn, đó là cúng dường lên Đức Phật. Lễ Phật Đản ở trên khán đài đó là nó cũng khác hơn mỗi năm, nó thay đổi hết, là về mặt hình Phật, rồi về mặt bông hoa đồ á, là nó thay đổi khác hết, thay đổi rất là đẹp. Trước mùa dịch á, lễ Phật Đản cũng làm cũng rất là hoành tráng, mà đều cái cảnh đồ á, là nó không có đẹp bằng năm nay. Năm nay cũng như là thay đổi cái gì cũng mới, nó đẹp hơn mấy năm trước, mấy năm về trước. Đã 2 năm đi qua, kể từ ngày Việt Nam phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khi vừa chống chọi với đại dịch Covid, vừa nỗ lực duy trì ổn định đời sống, và mùa Phật Đản năm nay trở lại với ý nghĩa của một lễ hội văn hóa tâm linh trong bối cảnh nới lỏng các quy định về phòng dịch Covid. Phật Đản năm nay là rất là sôi động, là trang nghiêm hơn các 2 năm trước, cũng như là mùa dịch 2 năm trước á, là nó rất là vắng vẻ, là năm nay là nó rất là sôi động và trang nghiêm. Như là ở trong chùa á, là hàng ngày mỗi buổi chiều á, là cầu an cho người khỏe mạnh, với là cầu siêu cho những người là mùa Covid năm rồi á. Là chiều bữa nào cũng là quý thầy là cầu siêu cho những cái người mất. Mùa Phật Đản này cũng như 2 mùa Phật Đản trước đó là người ta dành những lời nguyện cầu siêu sanh cho mất mát Covid. Mình đến chùa thì cũng là thứ nhất là cầu nguyện cho là thân bằng quyến thuộc của mình đang còn hiện tiền được mạnh khỏe, cầu nguyện cho kiểu hiện thách tổ của mình quá vạn được là siêu sanh, cũng như là cầu nguyện cho toàn thể quý là nạn nhân vì Covid-19 là không may đã qua đời, thì nguyện cho quý vị đó là sớm được siêu thăng. Nhân dịp mùa Đản cũng như là ấy thì cũng kích chúc cho toàn thể tất cả quý vị đón một mùa Phật Đản thật là an lạc, hạnh phúc và bình an trên cuộc sống này. Cảm ơn. Phật thị hiện trong từng tấm lòng, xin nguyện cầu người con Phật được cảm nhận pháp lạc và hồi hướng sự an lành đến khắp muôn loài trong mùa kỷ niệm Đức Thế Tôn đản sinh, thị hiện giữa đời vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người.